Hoàng Anh. Hoàng Anh sẽ có quả đá phạt dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đây dường như sẽ là quả đá phạt trực tiếp với cự ly và góc sút lý tưởng nhất kể từ đầu trận mà chúng ta có được. Chúng ta cùng xem lại tình huống đột phá ở trung lộ và bị phạm lỗi của Lý Công Hoàng Anh. Người đã bị trọng tài thổi phạt chính là người vừa vào sân bên phía U23 Myanmar trong hiệp 2. Số 13, Duy Khan Min. Cơ hội cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một vị trí sút phạt khá thuận lợi. Đứng trước bóng đang có hai cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Đó là Lê Văn Xuân và đội trưởng Hai Long, những người đã tạo nên bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Văn Xuân hay Hai Long sẽ là người dứt điểm ở tình huống đá phạt này đây. Lê Văn Xuân dứt điểm không qua hàng rào của Myanmar. Như vậy là cũng giống như cầu thủ U23 Myanmar, trong quả đá phạt trực tiếp với cự ly và góc sút tốt nhất của mình thì U23 Việt Nam cũng không thể thực hiện cú dứt điểm qua được hàng rào chắn của đối phương. Trong hiệp 1 thì U23 Myanmar đã được hưởng một quả đá phạt trực tiếp và cầu thủ sút phạt số 1 của họ, tiền vệ số 7 Luyn Mueaung, cũng đã thực hiện cú sút phạt không qua được hàng rào chắn của U23 Việt Nam. Ở trong hiệp 1, Lê Văn Đô đã có những tình huống leo biên khá hay, đặc biệt là pha bóng mà anh nhận đường chọc khe của Hai Long và tạt bóng đến vị trí của Lê Xuân Tú ở những phút cuối. Vẫn là cao thủ Myanmar. Tranh chấp luôn là một trong điểm mạnh nhất của cao thủ Myanmar, dù ở cấp độ đội tuyển nào. Aung Na Sue. 10 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua. Trong hiệp 2, ngoài việc tung Hồ Thanh Minh vào sân để thế chỗ cho Lê Xuân Tú, U23 Việt Nam còn có một sự thay đổi khác với những hy vọng nhiều hơn trong các pha tấn công. Đó là sự xuất hiện trên sân của Nhâm Mạnh Dung, và cũng giống như trận đấu trước gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, anh vào sân để thế chỗ của Liễu Quang Vinh, vị trí trung vệ lệch trái. Có Mạnh Dũng trên sân, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm những phương án tấn công mới. Nhưng Mạnh Dũng là một cầu thủ đa năng, có thể chơi được cả vị trí trung vệ và tiền đạo. Xuất thân của anh là một tiền đạo. Đứng trước bóng vẫn là đội trưởng Hai Long. Từ đầu trận đấu thì đạo diễn hình chưa cho chúng ta thấy hình ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo, mà người thường xuyên đứng sát đường pit để chỉ đạo các học trò là trợ lý Kim Han-yoon.
Đường chuyền rất hay của Hai Long, đưa bóng ngược trở lại. Nhưng các cầu thủ Myanmar cũng đã đoán biết được tình huống phối hợp này của chúng ta và đã có một pha cắt bóng rất hiệu quả. Na Anh Tun đã bị lép vế trong tình huống tranh cướp bóng tay đôi với trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Văn Đô. Nhâm Mạnh Dũng. Trọng Long. Văn Đô. Lý Công Hoàng Anh. Pha phạm lỗi từ phía sau của hậu vệ Lin Tetsue. Rõ ràng là so với những gì mà chúng ta thể hiện trong hiệp 1 thì thế trận trong hiệp 2 của U23 Việt Nam đang có chiều hướng đi lên. Cầu thủ của Myanmar vừa đẩy vừa đá Lý Công Hoàng Anh. Vẫn sẽ là đội trưởng Hai Long thực hiện quả đá phạt. Hai Long và Lê Văn Xuân thay nhau trong vai trò là cầu thủ thực hiện những quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Hai Long, rồi, tỷ số là vào công. Một tình huống bóng bồng. Cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Đó là cầu thủ vào sân thay người Hồ Thanh Minh. Một sự thay đổi người rất hợp lý và đã phát huy tác dụng. Phút thứ 59 của trận đấu, thế bế tắc đã được khai thông. Và bây giờ thì cầu thủ U23 Myanmar sẽ phải rơi vào tình thế bám đuổi về mặt tỷ số với cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta. U23 Việt Nam đã tận dụng rất tốt tình huống cố định với một quả treo bóng rất vừa tầm của đội trưởng Hai Long. Và Hồ Thanh Minh cũng rất hay với một tình huống băng cắt. 1-0 cho U23 Việt Nam. Chúng ta đã phá vỡ được thế bế tắc. Hàng phòng ngự của Myanmar đã bị đánh bại với một pha không chiến của Hồ Thanh Minh. Sự thay đổi cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã phát huy hiệu quả. Hồ Thanh Minh là một trong hai sự thay đổi ngay đầu hiệp 2 của U23 Việt Nam. Bây giờ thì mọi thứ thực sự đang đi theo đúng như tính toán của ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đã thi đấu rất chặt chẽ và đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Bây giờ thì nhiệm vụ ghi bàn không phải là nhiệm vụ tối quan trọng nữa đối với cầu thủ U23 Việt Nam chúng ta. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào sự nôn nóng, dâng cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng của đối thủ để tung ra những đợt trừng phạt. Tình huống thực hiện quả đá phạt với pha chéo bóng đầy cảm giác của đội trưởng Hai Long đã giúp cho Hồ Thanh Minh thực hiện pha đánh đầu rất căng và chuẩn xác, chiến thắng thủ thành phiêu thủ của Myanmar để mang về bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Như vậy là cả hai bàn thắng của U23 Việt Nam ở vòng loại lần này cho tới lúc này đều có dấu ấn của Hai Long với hai pha kiến tạo. Đã có tình huống việt vị của Hồ Thanh Minh. Đó là pha phối hợp của hai cầu thủ vào sân thay người ở trong hiệp 2 của U23 Việt Nam. Người thực hiện đường chuyền là Nhâm Mạnh Dũng và người thoát xuống nhưng đã bị bắt việt vị. Đó là Hồ Thanh Minh, tác giả của cú đánh đầu quyết đoán mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Kể từ lúc Hồ Thanh Minh được tung vào sân thì đúng là lối chơi của U23 Việt Nam, lối chơi tấn công đã trở nên sáng sủa hơn. Văn Đạt đã không thể có một pha dứt điểm với khung thành Myanmar. Nhưng mà thủ môn của U23 Myanmar đã băng ra kịp thời để ngăn cản. Lý Công Hoàng Anh. Văn Đô. Trọng Long. Hai Long. Lê Văn Xuân. Lê Văn Đô. Pha cài người rất hay của Lý Công Hoàng Anh. Rất hợp lý, có thể dứt điểm. Penalty chăng? Văn Đạt khống chế bước 1, sau đó thực hiện động tác qua người và đã không vượt qua được trung vệ số 4 bên phía U23 Myanmar. Trọng tài người Malaysia đứng khá gần
nhưng đã quyết định không thổi penalty. Có lẽ đã không có lỗi từ phía cao thủ Myanmar. Như vậy là chỉ trong vòng 2 phút thôi đã có hai cơ hội rất nguy hiểm dành cho tiền đạo Trần Văn Đạt. Nhưng cầu thủ mang áo số 7 này vẫn đang tỏ ra chưa có duyên ghi bàn. Tetsuê pha cắt bóng của Bùi Hoàng Việt Anh. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Việc chúng ta có được bàn thắng vừa lên dẫn trước thực sự đang giúp cho cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta có rất nhiều lợi thế. Và thêm một lần nữa thì trọng tài lại bắt việt vị đối với Hồ Thanh Minh, người vừa xuất hiện ít phút trên sân nhưng đã để lại những dấu ấn rất lớn, đặc biệt là bàn thắng mở tỷ số và sau đó là một đường kiến tạo dành cho Trần Văn Đạt để đối mặt với thủ môn đối phương.